Thì bác sĩ Nguyễn Thái Hào có thể cho biết là có phải là phụ nữ của gia đình mới bị bệnh này? Dạ không anh, tức là cái bệnh viêm phần phụ này nó có thể xảy ra đối với lại tất cả phụ nữ, kể cả có gia đình và không có gia đình. Đối với cái trào lưu bây giờ thì người ta không gọi là có gia đình mà là có quan hệ rồi. Đó, thì nó dễ xảy ra nhiều hơn là chưa có cái quan hệ, vì nó thường xuất phát từ cái đường đó gây nên cái viêm nhiễm mà mình không để ý đến. Đến khi mà mình nóng sốt, mình đau bụng lại tưởng rằng là mình đau một cái bệnh khác. Nhất là đối với những người chưa có quan hệ lại tưởng mình đau cái bụng khác, tự đi uống thuốc hạ nóng, giảm sốt, hạ đau, giảm đau, rồi đâm ra thành ra cái bệnh nó viêm, từ cái viêm cấp nó trở thành cái viêm mãn tính nặng hơn nữa. Vậy thì viêm phần phụ được thể hiện qua cái hình thái như thế nào và biểu hiện của từng hình thái đó là gì thưa bác sĩ? Để trả lời anh Linh, tức là nếu như cái viêm phần phụ đầu tiên là cái người phụ nữ nóng sốt và đau bụng, có thể kéo theo là có cái huyết trắng, nhiều hôi, hoặc là có thể là mình có kinh nhưng mà là có kinh kéo dài, rỉ 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 đó. Nó làm là một vài cái biểu hiện, nhưng rõ ràng nhất là đau bụng, đau rất nhiều và nóng sốt. Nếu như cái viêm phần phụ nó kéo dài dai dẳng mà cái người đó không điều trị thì cái hậu quả như thế nào? Tôi cũng đã từng nhìn thấy và phải mổ những cái ca viêm phần phụ nó nặng quá, tức là anh mủ hết toàn bộ cái vùng chậu. Hiện nay thì thế giới, cả Việt Nam nữa, người ta nghiêng về cái nội soi, nhưng riêng cái mổ mà của một cái viêm phần phụ nặng đó, người ta gọi là viêm phúc mạc luôn á, thì có khi phải mở bụng, mặc dù anh chưa có sanh đẻ gì hết, anh phải mở bụng một đường rộng để lấy mủ, rửa bụng, thậm chí có khi cái khối mủ đó nó làm vỡ luôn cả cái ống dẫn trứng, thì là mình phải cắt luôn cả ống dẫn trứng. Cái nguy cơ mà mình không có thai sau này rất là cao. Nãy giờ nghe bác sĩ Nguyễn Thái Hà chia sẻ thì mình thấy đây là một căn bệnh rất là nặng, nó rất là nguy hiểm luôn. Vậy nhưng mà có một số người lại chưa hiểu lắm về cái viêm phần phụ như thế này. Thì nó cũng không phải là nhiều, nhưng mà thí dụ như thế này, mình có huyết trắng hơi nhiều hơn bình thường, nói chung là nó không phải là bình thường. Thế mình có hơi đau bụng hoặc mình không có một cái gì hết, mình cũng phải đi khám phụ khoa định kỳ. 6 tháng anh phải đi khám một lần. Vì có những người không phải vào cơn cấp, bị một chút, thế xong nó cứ kéo dài, anh cứ uống một tí thuốc, thế nó lại êm. Rồi uống một tí thuốc, nó thành ra viêm phần phụ mãn là như vậy. Phụ nữ nha, thấy cái gì lạ ở trong cái tình trạng huyết trắng, kinh nguyệt, hoặc cái bụng đau của mình ở phía dưới, mình nên đi khám. Còn không thấy gì hết bình thường, thì cũng phải đi khám.